Chào đón năm 2022, shopzoomitv.com khuyến mãi 100% cho tất cả các loại thẻ cào ngay sau khi nạp thành công. Những bao lì xì 10.000 kim cương quân huy hoặc RB miễn phí khi nạp thẻ thành công từ 30.000. Tỷ lệ trúng thưởng cao với gói vòng quay đầu năm siêu may mắn. Truy cập ngay shopzoomitv.com từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 để nhận những phần quà ưu đãi đón chào năm Nhâm Dần nhé. Hello, Kuniki qua xin chào tất cả các bạn. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi chính là Kiwi Yumi. Và trước khi bắt đầu video này thì mọi người đừng quên để lại cho cô bé Yumi này một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký để cho kênh channel của mình đạt được 1.500k subscribe sớm nhất nha mọi người. Mọi người có thấy mình hình hài được cái dễ thương không? Thôi là bị cu che luôn á nha, để tôi trả cho mình coi. Nhiều dữ trong cái khu rừng này vậy trời. Ai giúp tôi với. Ở đâu vậy? Không thấy ở đâu hết trơn á. Sao mà đi kịp à? Đâu? Cô mạng mang cô, cô mạng Zombie nhiều quá. Mình chết rồi, mình sợ mấy con zombie này mất được. Ai cho mày lên, ai cho mày lên, ai cho mày lên. Ê, nó đập rồi. Ây, ông đánh được nó rồi. Đợi chiếu nha, cái ông gì ơi. Bây giờ làm sao ta? Bây giờ mình sẽ hút hết nước ở trong cái hồ này luôn. Hi cho. Úp bánh nước. Được rồi, bây giờ thì chờ đó. Mấy con quỷ zombie kia của mày đâu rồi? Mày ra đây, sức mạnh nước nè mấy con quỷ. Ê, nào vậy? Ui, hãy xử mấy con zombie đó giùm đánh đi. Em ơi, mày em à mày ơi. Cái gì trời ơi? Mày à mày, không nhớ mấy con zombie à mày. Nghe là hấp dẫn đó. Rồi, ngẫm một con. Còn ba con nữa em ơi. Wow, bay muốn chạy luôn. Giỡn gì kỳ bì à mày? Bụm. Nó ngậm củ tỏi hết đâu rồi. Ui. Xin chào. Em là con. Để. Hello em. Nhảy xuống đi. Ui. Hello em, hello em, hello. Trời ơi, đầu tròn đã vậy cho trời cái coi. Ai, đục quá à. Đục, dễ sợ. Anh giỡn xíu hả mà. Trời ơi, ủa, em là ai mà từ đâu được đến nơi đây dịu dàng chân phương? Em là kỳ bì từ đây bước tới nơi đây là chi cho chú? Ngắm em từ lâu, con tim anh hứng hờ. Đâm thay từng ngắm đó, từng ngay cho yêu em. Cảm ơn em nhiều nghe, cảm ơn em đã giúp anh. Trời ơi, cái khu rừng này gì đâu mà nhiều zombie dữ vậy. Anh sợ bây giờ anh đi về nhà, zombie nó dí ấy đập anh nữa. Hay là em dẫn anh về nhà đi. Trời ơi, dẫn anh về nhà luôn hả? Vậy thì được không mấy Kiwi? Để suy nghĩ một cái, có cách nào đi về nhà nhanh không cha? Đi mấy Kiwi đầu chùa, giúp anh đi cái Kiwi đầu chùa. Đi, đi nhanh hơn. Đi ra đây nè. Đi đâu? Đi ra đây nè. Đường này đâu phải đường về làng anh đâu. Thì em biết cắt rồi, từ từ đi ra đây. Lão rùa, lão rùa. Lão rùa. Ui, ui con rùa đứng lên kìa. Lão rùa có thể nào tư bạn của cô đi về nhà được không? Đúng rồi, lão rùa. Được á anh, anh tên gì vậy? Anh tên là Hi, hai đẹp trai coi to. Trời ơi, đi thôi anh đi về đi, bye bye anh. Ôi, từ từ, anh còn phải lao đôi giày của anh đã, giờ anh mới lên ngồi được tí. Trời ơi, ok là. Chặt chẽ dữ lên. Tạm biệt nha. Bye bye em nha. Bye bye em nha, cảm ơn em rất là nhiều. Ôi, ôi sao anh bị lọt rồi, lão rùa, lọt người. Trời ơi, sao lão rùa mà đi gì lẹ vậy? Đây nè. Lão rùa, chở bạn của về đàng hoàng, sáu lưng kìa. Trời ơi, lão rùa này bị gì vậy? Bye bye em nha, cảm ơn em nhiều, see you and bye. Bye bye, hi hi, qua cho. Trời ơi, cuối cùng thì cũng giúp được một người rồi. Trời ơi, wow, thấy mình có dễ thương không? Không dễ thương rồi, tôi chạm cho một cái bây giờ. Thôi, đi chơi thôi. No. Đâu? Không lọt anh nữa rồi. Thật là khó khăn quá đi mà. Trời ơi, không có tính nước chiếu nào hết trơn á, mà phải qua nước nữa. Em sẽ đưa anh về. Hợp lý, để giúp rồi, giúp cho chót đi em ơi. Nhà anh ở đâu? Ừ, đúng rồi. Nhà anh ở ở làng Sinh Tố đó, em biết làng Sinh Tố đâu không? Dạ không. Ô là trời, bây giờ em đi đi heo bên đây nè, đúng rồi đó, đi heo con kênh này đi. Ê, bên trái em. Đúng rồi, đi, em cứ đi thẳng hết đi. Đó, hướng này bây giờ em chỉ cần đi thẳng là tới. Ây da má ơi. Đang còn dư nước cho người á, chưa hết nước nữa. Lọt tôi nữa rồi, chị đâu chùa. Trời, heo lên đây. Không khí mới đẹp. Ây da, được rồi. Không khí là bay được luôn hả? Đúng rồi. Không gió đó. Wow. Cái hút gió không? Thất coi. Bấy. Đó gì vậy đó. Đó, đây. Ồ.
hút gió cái nữa coi. Anh thả gió ra nè, em có muốn hút không? Không 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 không. Ok. Trời ơi. Vậy đó vậy đó, hẳn 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 qua cái thuyền này luôn. Ok đi, hút gió cái coi. Lướt trên mặt nước như là một con sóng, sóng biển vật vù vật vù. Lướt trên mặt nước như là những con sóng. Cảm ơn em nhiều nghe. Dạ. Cảm biệt em, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều, rất là nhiều nha em bé đầu chùa. Có tóc nè. Tao. À có tóc rồi nè, hồi nãy đầu chùa. Thôi, đi về đi. Ai da. Chận thiệt chứ trời, người ta là em bé cu te như thế này là bà báo người ta là em bé đầu chùa. Chùa ở chỗ nào đi trời, đúng không mấy bạn? Thấy ghê luôn á, không hiểu được luôn tại sao lại nói người ta như vậy luôn á. Thôi, mình đi chơi. No. Wow, ở đẳng có cái gì vậy? Người ta chơi thống chạy hẹn. Mình cũng muốn bây chơi nữa. Bây giờ muốn sao? Thôi mấy cái này anh không ăn đâu. Mấy cái món này không ngon gì hết trơn á. Trời ơi, chứ cái gì muốn ăn cái gì? Không bé ơi. Không ngon. What? Cái gì? Ê, bé không cho ăn tư của ăn mà lại ăn, ăn. Hả bé ơi? Xin chào. Ây da. Ây da. Trời ơi. Ai cho đi vô vậy? Trời ơi. Trời ơi, em là món ngon nhất của anh ngày hôm nay rồi. Trời ơi, ngại quá. Ây da, đau gì vậy? Ui cha, nó đang ơi. Ây da, trả đồ cho tao đây, đồ ăn mà. Trời ơi. Trời. À, sao cái người dám xâm phạm vào lãnh thổ ta? Wow. Mày không hả? Ủa vậy? Cái gì nữa? Ôi. Không biết hả? Nhưng mà không biết thì thôi. Em ghi nghiêng. Ôi mày. Ôi em sợ. Hả? 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 Em hay quá. Ôi còn cảm ơn em đã cứu anh nha. Bây giờ anh tặng cho cây tre nè. Gấu ăn tre lắm. Em ăn vô là nó sẽ ngon lắm. Đâu, nó thích ăn mấy cái này nè. Đâu, để em ăn thử coi. Ôi cái gì vậy? Ăn. Ngon quá nhưng mà sao mà buồn ngủ quá vậy nè. Đúng rồi, tại là anh lỡ tẩm thuốc ngủ vô rồi đó. Ngủ đi bé. Ờ, anh cái ác quá không vậy? Không ác đâu, không ác đâu. Trời ơi, cái này là động vật quý hiếm mới mang về mới được. Rồi bực hình cái anh coi. Cái này nó bự lắm, kinh bự anh kinh. Nên thôi em. Ok. À, vậy, trời nặng. Nó nặng. Ôi ơi, đi. Trời. Thôi anh tự bưng mình anh đi, em về. Trời ơi, con này sao kéo được trời. Sao nhìn tội quá vậy anh? Trời ơi, không sao đâu, không sao em. Bây giờ anh gọi là kiếm chỗ để chết rồi, sao lại nhốt em? Không sao đâu, lát nữa em được thả ra chỗ tự do khác mà. Không được. Không sao đâu em. Bán em thì lúc đó là anh không phải là người giữ em nữa rồi. Nên anh không phải kẻ xấu đâu. Bán mà. Chết rồi, bây giờ phải làm sao? Đồ ác độc, em cứu anh chị mà anh chị còn làm như vậy nữa. Đồ ác độc. Anh có tiền. Bố em bán con này là anh có tiền. Sao anh tặng cho em một căn nhà lâu đài tình ái đó. Ôi ơi. Thôi thì gọi đi ngoan nha. Anh bán mày xong là ồ quay ơi. Là lúc đó mày đi. Có gì vậy rồi. Ê, tới đây xem nè, Ôi, hình như cứu tôi với, bắn người ta. Hồi nãy tao xem đó, là nó ăn được con gì là nó biết. Sao bây giờ em sao đây? Hình như con Kibi nè, như con này được nhiều tiền lắm nè. Bán một cái giàu luôn á. Đừng có bán mà. Để tao tăng giá tụi nó, đúng không? Nếu nhiều chắc phải tầm 200 tỷ một con á. Ê, có gì em ơi? Tao hờ lợi rồi, Hi Ao ơi. Tao hờ lợi rồi. Ủa đây là bé Kibi. Tụi mày bắt ở đâu vậy? Đó, đâu kể tao mày. Nhưng quan trọng là tao sắp giàu rồi, tao sắp được hai. Không được, không được, không được, thả đi. Bé này là bé dễ thương. Bé này vừa cứu tao đó mày. Vậy tao mới bắt. Vậy. Mày muốn chia tiền thì mày nói chứ mày đừng không có được. Có kiểu mà mày. Hồi nãy bé Kibi đã cứu tao rồi nên lần này tao sẽ cứu lại bé Kibi. Dạ đi. Ai chào. Chạy lên! Ai chạy lên!
mày á. Trời ơi, tụi mày mở cho xe, Ôi, bé Kibi tức giỡn rồi, tụi mày xong đời, tụi mày rồi. Được rồi. Thử đi em. Gì vậy? Ôi, đang đang luống cây kìa. Ăn gì vậy? Trời. Tao nói mày lắm mà không nghe, thằng Hai Chi nữa. Thử nó luôn đi em. Mà tỉnh. Ê, đau. Thử nó luôn. Ăn luôn. Ôi, ăn con gấu luôn hả? Ơ, ăn Hai Chi luôn hả? Trời. Ui, em có sao không? Ủa, em chưa về hả? Sao còn ở đây? Em đang đi về nhà, em thấy cái anh màu xanh lè đó với cái chị màu trắng bị con gấu tấn công, khó là em giúp một cái em bị bắt luôn. Trời ơi, người ta giúp mà mày làm gì vậy? Em đâu có định đâu, em định thả mà do cho trong kia ông Huy. Chị xin lỗi. Mày... em xin lỗi. Cái bây giờ đừng ăn chị. Xin lỗi. Ôi chạy. Em không ở đây đâu, sợ lắm, đi chơi đi. Ôi. Ồ, em đói bụng không? Đó, nhưng mà hết đi cắm trại cơ. Hết đi cắm trại hả? Được rồi, để anh vô lấy đồ ăn rồi tụi mình đi cắm trại. Dạ. Ok, lần trước em đã giúp anh rồi nên lần này anh sẽ giúp lại em, hợp lý không? Wow, hợp lý xịn sò, bốn cò, bảy chim, hai ngựa. Chơi à? 15 con hươu cao cổ. Lên đây. 17 con ngựa xì đó. Em thấy ở đây cắm trại hợp lý không? À, cũng được, làm đi ăn. Ok, để anh làm nha. Em đừng có ghiền khói khoái chạy nước miếng, chạy nước miếng. Bye. Em có khói rồi vậy? Hút không khí để bay đó. Trời ơi, tao tức cái con cơ bí quá. Chủng luôn á. Bây giờ á hả, tao phải trả thù cho cái con cơ bí đó. Là có cách nè. Sao cách gì? Ta biết một vài ông tiến sĩ như ông cũng đang nghiên cứu đang tìm con Kibi đó. Hay là mình đưa cho ông đi, ông nghiên cứu, ông xử lý nó luôn. Ồ, ý kiến mày hay quá ta. Dẫn đi liền. Ông tiến sĩ đó coi. Chết với tao Kibi à. Vô nhanh. Thí nghiệm của mình không có con Kibi. Mấy đứa nào kìa. Lô. Dài. Tôi. Nghe tôi là người nãy tiến sĩ đang đúng rồi. Muốn tìm con Kibi đúng không? Đúng, tụi tao cần. Ủa? Tụi mày có hả? Đúng rồi. Đương nhiên rồi. Hình như hai thằng bay là người đã liên hệ tụi tao đúng không? Đúng rồi. Đâu, bây giờ tụi mày dẫn đi. Bây giờ á, nếu mà bắt được con Kirby đó, tôi muốn gọi là chia tiền. Ông thấy sao? Đúng rồi. Được. Mày sẽ được cũng 6, được. Tao được 4. Nói chung bao nhiêu cũng được, chỉ cần tao bắt được nó thôi. Ồ, cũng được. Hợp lý. Ok, đi. Dẫn đi. Ok, dẫn tao đi. Nghe vô, được không, đẹp không? Wow, đồ ăn ngon quá vậy, cho em ăn nha. Ăn ơi, ăn thử đi, ngon quá. Mấy cái này của anh làm là hơi bị ngon. Wow. Em ăn dữ vậy. Đây nè, anh cho nhưng mà cái món đặc biệt nhất của anh làm tặng cho em nè. Vậy nè, bún. Ủa? Cái chua quá giờ. Xin chào. Đúng rồi. Đây chính là bánh Ticola. Wow. Giờ cái hình này gọi là ok đi. Anh thích bánh này quá à. Anh đi ra làm nhiều bánh này nữa nha. Anh đi ra làm bánh này. Đây. Ăn hết đi. Rồi ăn hết luôn, ăn nữa không? Nữa. Ngon quá à, ăn bánh này quá à. Bánh đó hơi bị ngon đó. Ủa, em ăn hết rồi anh đi ra cũng ăn luôn hả? Cho anh đi ha cái này nè. Đó. Wow. Tuyệt đối siêu nhân. Đó là 5 anh em siêu nhân. 5 anh em trên một chiếc xe trăng. Ăn hết đi. Còn món cá nè. Thôi no rồi, ăn bánh thôi. Dạ nè. Thích ăn bánh thì có gì rồi đấy bạn ơi. Nè, ăn cá nè. Để giờ nè. Đó kìa. Cái gì hả chơi? Bà bắt nó lại. Chờ tao đó. Không được. Đứng yên. Đi qua đây. Qua đây. Đi đi. Hai thằng kia tụi bay làm gì vậy? Bắt nó lên mày. Đây. Chết rồi. Bán được mà. Đúng rồi. Trời. Mày bị khùng hả? Ngoan đi con, ngoan đi. Về đây tao cho bắn. Thí nghiệm của chúng ta sẽ thành công. Đúng rồi, chúng ta sẽ có một cỗ máy hủy diệt. Đúng rồi. Đập vô cái đầu. À, sao ông không biết đau vậy? Đã thua gà. Hay lắm. Nhìn đi, em đây đi. Sẽ không đau đâu. Đồ ác đâu. Ồ,
Mày xuống đi, tao đây canh ra. Mày chỉ là thứ để tao thí nghiệm trở thành một cỗ máy hủy diệt. Thả tôi ra đi, tôi đâu có làm hại gì đâu. Để lên, lên máy bấm, chuẩn bị chạy nã nó đi. Ok. Không, đừng mà. Sắp chết tới nơi rồi còn mà lãi nhãi nữa hả? Im lặng đi. Rồi. Mày nhìn đi, có phải tao đang làm mơ hay không? Thí nghiệm của tôi đã thành công rồi kìa. Màu dắt nó ra lĩ lên. Nào ra đây nào cục cưng. Trời ơi. Bây giờ từ đây bây giờ tôi phải làm gì? Đúng rồi, hãy nghe lời tụi ta. Bây giờ hãy phá hủy cả thế giới này, mang cho chúng ta nhiều thứ, danh vọng, tiền tài, nói chung là bá chủ thế giới. Thì thôi đi thôi. Rồi đó. Ra đi. Phá ngôi làng này cho chúng ta. Phá ngôi làng này. Phá hết. Vào phá hết tất cả. Hủy diệt mọi thứ đi. Đúng rồi, trời ơi, thích quá mày ơi. Đúng rồi. Đúng rồi, phá hết. Hoàng lắm. Mấy kia bi, sao em phải phá làng, đừng phá nữa. Cái thằng nào kia? Cái thằng đầu hồng hôm trước đấy. Mấy kia bi. Anh nè, kia bi gì? Nó không còn nhớ mày là ai đâu. Nó giờ nó chỉ tuân theo lệnh tụi ta thôi. Ôi, mấy kia bi, anh cho bắn nè. Mau giết nó đi. Mấy kia bi, hãy tỉnh lại đi. Bánh nấm chay nè. Mày, đúng rồi, anh làm hết. Nè. Cái gì vậy? Bánh. Anh đi à? Wow. Ừ, Bì. Hai người kia là người xấu, đừng nghe lời họ. Ngươi phải nghe lời ta, nó là chủ nhân của ngươi mà. Mày. Mày ơi, nó tấn công lại mình người kia. Mày dám phản bội ta hả? Mày. Giết thằng kia đi. Nó chỉ nghe lời thằng kia thôi. Mày đi ra. Ôi. Dạ. Giết nó, mày giết nó đi. Dạ. Mày là người xấu đó. Em phải trợ họ sức mạnh đó. Một tên nó đi đây nữa thôi. Phê bi tỉnh đã. Ta không phải là người xấu đâu, ta là chủ nhân của ngươi mà. Ngươi là người xấu. Ông là người bắt tôi. Được rồi. Có sao không? Nè, bánh nó nè. Wow, bánh nhiều quá à. Nhiều lắm luôn á. Nhưng mà em nhớ rồi, có một người còn bị bắt nữa. What? Ai? Cái ăn mà săn săn với cái ăn màu đỏ. Ui, rồi, mình đi cứu tụi nó đi. Vậy được rồi, anh Hia lên đây đi. Ok. Không khí, không khí. Nơi đó là nơi nào? Hướng này nè, em chỉ nhớ là hướng này thôi à. Ở chỗ này nè. Nhưng mà chắc phải phá hủy chỗ này mới được. Phải anh cửa sắt ra đi. Cũng được rồi, cứng quá. Được rồi. Ui, cái này cứng như vậy nè. Đây nè, bây giờ em sẽ hủy cái chỗ này. Em phải hồi sức mạnh em mới làm được. Được rồi, bà 20. Ủa, hình như mấy người đó bị bắt ở đâu ở đây nè. Người bắt ở đâu? Chắc là chỗ này. Trong đây hả? Không có em ơi. Ở đây nè. Ủa, có đường hầm, tôi dưới xem sao. Cứu, cứu. Đây, đây, em phải cho anh cho. Đây, anh á, cứu ra ra nè. Trời ơi, mai là có bé kê bi đó. Cứu được cô bay đó, cô bay dám bắt cái kê bi hả? Xin lỗi cái đầu. Trời ơi, tự nhiên bắt người ta à. Thấy không, mấy kê bi là người tốt, cô bay thấy chưa? Xin lỗi. À, đúng rồi. Thôi, tụi mình rời khỏi nơi này đi em. Dạ, đi nhanh lên, Đi. Nhanh lên, nguy hiểm lắm á. Đi. Chạy. Hả? Anh nói gì vậy? Sam. Ai vậy? Sam. Ôi. Rồi gãy cái cục điện luôn rồi. Thôi em về đây, em ông lên. Tao mày nữa. Tao chưa xử cái tội tao lại cho mày. Ê, tức lại. Đứng lại. Đứng lại thằng kia. Không cần ký. Ê, ai em nói gì? Tao sẽ xử mày. Hồi nãy anh nhớ em làm gì mà.
không có, thằng kia vụ, thằng kia vụ ơi. Ui rồi. Bây giờ anh biết anh biết cây đi. Là sao anh biết? À, cây, 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 cây. Dạ, anh đánh con chó ơi, anh đánh con chó ơi. Dạ anh. Ê, ê. À, tha, tha. Trời ơi, tha đi bà trời, gì ơi, nguyên đề vậy. Hợp lý không anh đi ạ? Quá tuyệt vời em ơi, hợp lý, hợp lý. Cô bé kia Bi Yummy. Đến đây cũng hết rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi công chiếu này nghe. Nhớ là để lại một like, một share cho tôi với Ania đó nha. Còn bây giờ thì sao anh đi ạ? Bye bye, bye bye, xin cảm ơn rất nhiều. Yo. Cảm đánh em. Bye bye. Good night. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.